quê á. Đi đâu á? Đi cái quả đó Sài Gòn về quê đó, cái Phật tử Sài Gòn mà thương đó, dạ bỏ là họ xuống đó, họ đem để cho tay cho nó, họ đem yến thờ mới ra nước yến đó, rồi đem bò hút, đem đốc tân thanh rồi đem lá rồi đem lâu lâu họ thương rồi về quê thăm rồi. Mà tôi nghĩ là mấy bà già ở quê người ta nghèo, người ta tội nghiệp, để cho người ta uống trước đi, cứ chờ Phật tử về rồi đó, cứ cho mấy bà già. Hay đó tôi giọng hết cái họng tôi cho tôi tự được rồi. Bởi vậy nhà không có tiểu đường à? Không, bởi vậy tôi tự hạn đó. Mở cao báo cao mà không có tiểu đường, không có đường cao, đi gặp tiểu đường lần chứ. Thầy cũng uống thuốc cao mở không? Dễ không uống nhưng mà có khi nhớ uống như bữa nay quên uống cho mình hồi. Hồi đi ra bên trường ăn hai bánh mì, bánh mì nó quá mì chay ngon lắm. Ăn hai ổ trên nó mặn, nó lên máu nó say sẩm một tiếng mấy đồng hồ. Mà bây giờ đi đâu trước khi đi về á, đâu với trường là không có ăn đồ mặn. Mặn là nó bị nhồi á. Chừng nào mà tụi con mà đưa thầy đi ra cái trường á, vợ con mua bánh mì, vợ con lấy cái bì chay á, làm bánh mì bì chay thầy. Thôi, bì chay nhà có sẵn nè. Đó là tôi hay. Không thấy bì chay, không thấy chay. Không thấy chay. Thôi, cái đó chay. Máu dữ mà quên nó thuốc hoài à. Tại nếu mà không phải thì có cái gì là tại vì cũng chưa đến độ là tăng xong cao nó mới hơi nhưng à mà phải uống. Hơi là bao nhiêu thầy phải lo nhiêu? Dạ thầy lo nhiêu? Có khi nó 15, có khi 14, 150, 140 thôi. Vậy là cũng không cao mấy, 14 không cao. Chưa cao mấy. Nhưng mà vậy là còn 5 là hơi cao. Còn mở á, mở là tôi uống cái viên thuốc của tôi, viên thuốc mở nó gấp của cô chú tới 16 lần. Trời ơi, dữ vậy? Tại thay vì cô chú uống viên thuốc cái chút gì đã đỏ gì là có 11, có 10 gram. 10 mg. Tôi là 160 mg. Thì muốn ghê vậy? Hồi mới uống vô trời nó nóng như nóng nhưng mà giờ nó quen rồi. Nhưng mà giờ có khi cả tuần này nó cũng uống đâu. Không, cũng phải uống. Không, bây giờ tại sao? Khi không uống á là tôi ráng tôi hoạt động. Để cho cái mồ hôi đó ra. Cũng phải uống. Ngày uống ngày nghỉ thầy. Nhưng mà bây giờ tôi hạt chiều tôi mới nói là nó ăn đấy. Thầy là biến nó dục. Thầy còn giờ cái giò vậy sao thể. Làm sao mà đi. Nó làm sao mà đi. Mà lấy cái gì vậy? Lấy cái gì cho thầy mình có mấy cây. Hồi sáng tôi cầm cái gậy rồi mà nó trời trẻ cầm cái gậy kì. Tại có mấy cái tết à. Mà hôm nay tôi kể. Tôi nói hồi xưa tôi tính hai thùng, mỗi thùng 50 phao. Mỗi lần về đây là hai thùng, thấy không? Không suy nhê gì trệt á. Bây giờ có mấy đồ bánh tét kia mà kéo tràn thân á. Cho nó tiếc không? Nặng. Bẻ cái tay rồi, dở không lên. Con nè, tự nhiên à, tự đây xuống đây ngủ đêm tới sáng nó dở không nổi. Mà nó thói, mà bên đây thì đau, nó đi chữa cái nó đỡ đỡ. Cái tự nhiên qua bên này. Thầy chích mấy mũi thuốc rồi? Ba mũi. Con năm mũi, năm mũi. Thôi, tôi sợ lắm. Chứ vậy thì mình nó mất cái trí nhớ lắm á nha. Ủa vậy hả? Nó giảm trí nhớ lắm á. Phải không? Thầy thích cái gì Fraser hả thầy? Đầu tiên là thích cái gì đó một Madonna, mũi. Madonna. Rồi Fraser là một mũi thôi. Đầu tiên là thích một mũi thôi, tức thôi. Rồi cuối cùng thích lại hai mũi nữa đó. Rồi cái là Madonna. Dạ, yeah, rồi ba mũi thôi. Bây giờ ví dụ đang tụng kinh mà không có quyển kinh trước mặt rồi lại họ quên, nó quên, nó quên ngang, không biết đâu bắt hết trơn. Và ví dụ đang nói vậy nè, vụ rủi cái gì nó quên một chữ thôi, nó quên luôn kìa nè. Nó cũng bắt đầu quên. Đó, rồi bây giờ con mắt thật sự đó, mắt nó ra nước mắt sống nè. Nhưng mà ngồi về tôi dò người hình tôi đâu thấy rõ đâu. Thấy cái hình thì tôi không thấy con mắt hay là không thấy cái mũi gì đó. Thầy mang kiến, thầy mang kiến, lo rồi chứ mấy đó vậy đó, mang và nó nhộn nhưng mà nó nhìn thấy về trên rồi mà đâu có thấy gì. Thí dụ thầy là thấy độ giờ 2 độ 75 rồi đó, 2 độ 75 nữa đó, là 3 là 2 độ 75. Có thể hồi xưa tôi ăn gia đam nhiều quá, tôi nói hoài đó. Ủa, ăn gia đam nhiều nó bị hả? Dạ. Bị gì? Tại hồi đó cái ai cũng đồn đấy. Ăn cái đau nên đừng có tiểu đường nó tốt tốt không phải nè, đầu gối nữa nó có chất nhờn, con liên về nó ăn đó,
nó nói nó nhờ nó ăn cái này nhiều lắm. Thì nó tốt, mà này mà nó mắc là kia, tại hồi xưa đó là cái khi ăn được quen rồi đó thì tôi để nguyên, tôi chỉ gọt cái gai thôi. Yeah. Tôi lấy cái bọn bào dĩa cái trộn đường ra, thành ra bây giờ cái mũ của cái vỏ đó nó làm cho mờ cái mắt theo một độ trần vậy thôi nghe, chứ chưa có bảo đảm nha. À vậy hả? Ừ. Con là con gọt ra con ăn thẳng luôn, ăn thẳng luôn. Cái gì nó cũng có tác dụng phụ, trên đời này không có cái chuyện gì mà nó không có lúc nào nó cũng đúng rồi. Mời thầy dùng nước. Yeah. Nước nóng còn nóng mùa mùa lạnh là uống phải nóng đúng. Cái ăn hai bánh mì, hai bánh mì cái đó là nó lên máu, nó xe nó sức mà ho nha. Nó ủa đã ăn no rồi mà tại sao mình còn nghĩ là ăn no rồi mà tại sao nó tụt được, không phải là lên máu. Cái là biết sao đi kiếm cà phê Trà Bắc mà không cái ở Denver, từ bữa nay quá cảnh ở Denver, ngày mai về luôn, bữa nay quá cảnh ở Denver. Ngày mai thầy về rồi hả? Tại chứ một đi làm đâu có bỏ được. Sáng là đi lại đó thì về luôn. Ngày mai lại làm tiếp, làm việc chỉ 30 phút thôi là đưa cái quan tài của thiên sư vô thiêu, không làm gì rồi rã hết, thống nhất cái nhà tại của Bích cổ chấp nhận từ xưa tới giờ chứ bà không chịu vậy đó. Rồi thôi, mình quan trọng lúc sanh tiền. Con có muốn gì để cho khỏe. Quan trọng lúc sống này, kinh mình đã tụng rồi. Không cần, như tôi nữa là không có đựng nước thầy chùa nào tụng kinh tôi thế. Tôi không cần phần nào tiếp dẫn cái thế. Cái cây nó nghiêng bên nào thì nó khẽ mà đó, phần nó nói rồi biết không. Nhưng mà tuy nhiên, ví dụ bây giờ mình không qua, không làm như lễ thì cũng tạo nghiệp nó sẽ bà. Giống như cái tình thân giữa mấy chục năm như vậy đó, thì tôi qua vậy thôi làm gọn, không có trà châm nước rót, không có hương khói tan chế gì đó. Sự thật tan chế là của Phụng Tử đặt ra. Của Tàu. Cái chữ tan đó là sự mất mát, chứ nó đâu có nghĩa gì đâu. Chữ tan là sự đổi thay, sự mất mát. Thì cái cúng cơm đó thì hồi xưa tới bây giờ nó vậy, thành ra không làm thì coi nó không được. Mà tôi hỏi mình nói ra quá, ai ăn giờ? Đó, đúng rồi. Thật sự ai ăn nhìn kỹ đúng không em? Mà là bây giờ, thí dụ cho hôm nay, bây giờ ngày mai tôi suy nghĩ lắm nè, mình nói đi thì nói lại nó cũng bị kẹt. Nếu qua nay mai qua mình là đi sư ngôi thế này kia là kẻ hỏi là bây giờ thầy nói là mắc cái là cái nào cái lại trả về cái đó, tại sao thầy còn than thở, không khéo nó cũng kẹt nữa. Nhưng mà có khi nó giữ cái tình người, chứ thật sự nó làm gì có đó. Bởi mấy ông thầy mà cái vụ khỉ thiên hạ cúng đó, trời ơi, để tôi cúng, tôi thấy cái hồn nó phởn phát về cái lưu hương, tôi nghe tôi muốn đạp cho một đạp lộn nó lắm. Nó lắm quá, nó lắm, nó lắm. Nếu mà có thì ông thầy bỏ ra, bỏ chạy, tụt quần cái đường cái tử, nó không chịu nổi. Cho nên nhiều người nó nói, nhưng Phật tử nó phát cái chuyện mà ảo, đúng không? Nó phát cái chuyện mà... nghe vậy đó. Cho nên mà nó có tránh trí. Cái trí mà nữ nghe mấy chuyện tào lao mấy tướng kìa, giàu có hay không có cũng cần nghe hết, nó mơ hồ. Chết rồi nè, không biết gì hết trơn, đi trong mắt nè. Trên Đức Phật ngày xưa kỹ cái chỗ mà hình vi thượng đó, gọi là hình vi thượng á. Hỏi ai biết, hỏi thầy Đức Phật là biết bao nhiêu đạo, cái người đạo khác lại hỏi Phật cái chuyện này, Phật không có trả lời. Họ nói nổi cái chuyện giữa làm người đây nè, là họ không rồi, rồi kể những cái chuyện mà hồn ma giới nhận kia phải không? Ngài không khẳng định là không, mà Ngài cũng nói nó là có. Thế giờ bây giờ, khỏi cô chú nè, cái nhà nào bất hạnh lắm mới thấy ma nghe. Đừng có tưởng nó tự nhiên có người nào vô nhà cô chú nói, có người này ngồi đây, người kia ngồi đây nè. Xin lỗi, họ thấy họ là cái gì họ thấy? Họ là ma, họ mới thấy ma. Biết là cái cõi âm nó có, nhưng mà mạnh tay làm để ăn. Ai ở đó ngoài mà ngồi đó mà tưởng tượng. Ví dụ vậy, cái nơi nó có ông bà ngồi, có hai ba người ngồi, đó là tưởng tượng thôi. Đó là cái là gọi là cái bàn cái thần kinh nó yếu, hoặc giả là cái ren thôi vậy. Bây giờ tự nhiên cái chuyện cái cõi sống mình không lo chuyện sống đó, mẹ bạn thôi, mình nó nhỏ nó sợ, thấy không? Dạ, yeah, đúng. Đó, cho nên mình phải dẹp cái chuyện đó, mình là Phật tử là phải, bởi Đức Phật dạy là Phật tử là phải
phải phải có tính tính là vậy đó. Nhưng mà nó kiểu tu thì người trí nó mới chịu, người mê nó mới chịu, bởi vì họ tin là phải có ma, có quỷ, có thần, có thánh để mà có kẻ độ, có kẻ phá gì hết đi. Bây giờ cứ nghĩ lành thì điều lành nó tới, nhưng mà nó tới sớm hay muộn mà thôi. Làm ác, điều ác nó sẽ tới, nhưng mà nó tới sớm hay muộn mà thôi. Nó chưa tới đừng vội mừng và đừng vội buồn. Thí dụ giờ cô chú làm lành, điều lành nó chưa tới đừng có buồn, nó không mắc đâu. Nó lẫn quẩn đó, tại vì mình đang trả cái cũ á nha. Là cái làm ác nó chưa tới đừng vội lên, tôi làm ác sao không thấy ác nó tới. Đừng lo, đừng lo, nó không mắc gì đâu. Coi chừng á, nó chưa tới, nó đang để lời á. Nó dồn cái tiền lời lên. Đâu còn đó. Vậy là bây giờ để qua Tết đi. Rồi cô chú rảnh đó, rồi lái xe chậm chậm. Rồi kìa có cô Bích rồi rủ, cô cũng rảnh rồi. Cái nhà hai anh em lái. Thì nó đi xe đó, rồi đi vòng vòng vòng, cổ cô Bích cũng thích đi chơi lắm. Chơi là không thích đi chơi, tụi mày cũng bảo mà thích đi thăm ngoạn cảnh như thế. Con cũng thích lái xe đi vòng vòng chỗ này chỗ đó. Nhưng mà phải có người đổi thì nó đỡ ngán. Đi lại đi xa, phải có đó, giống như giờ tôi có nhà, có cửa rồi ai tới tôi cũng welcome hết á. Tôi thích vậy lắm. Mình, cái của mình nó tự do. Mình muốn ăn gì ăn, muốn nấu gì nấu, thầy muốn đãi gì thầy đãi, không thích ăn chay thì cứ ra ngoài ăn mặn. Chứ tôi là nhất quán là tôi, nó cỡ gì cỡ đến tôi thì nó thật tôi không tu hành gì hết trơn á. Tôi cạo đầu cho nó mát rồi nhưng mà tôi không ăn chay. Tại vì tôi không muốn gây quan trái ăn thịt chúng sanh nữa vậy thôi. Chứ không phải ăn chay mà tu nha. Dạ đúng rồi. Tôi nói thiệt à, rồi không phải tụng kinh là tu à. Ở bên Biến Điện á, người ta ăn mặn không ạ? À? Tại vì tôi nghĩ là tại vì tôi không có đủ cái sức để tôi trả cái quan trái nữa. Cái nhà đó nè. Dạ phải không? Dạ đúng rồi. Ủa chờ phải nào hả? Thầy cho địa chỉ là bấm vô một cái là nó lòi ra thôi nè. Dạ. Yeah. Thầy ở bên đó, thầy bấm cái địa chỉ ở đây, thầy cũng thấy vậy. Thầy. Đúng không thầy? Dạ yeah. Thầy bấm xe ai đậu ngoài thầy? Hồi nào? Đúng đó. Phải không? Dạ. Yeah. Mà đúng không? Đúng cái nhà này đúng rồi. Không có nhà nhìn nó ngoài cảnh đẹp lắm chứ. Xinh xinh. Bên đó thì rộng rãi, mát mẻ. Mà là không có giờ mới gán điện đó. Chứ lại có mình thầy đâu có cần điện. Mình không có rào cây. Cái giò tôi phải là tôi ngồi tôi dịp đâu. Không nhúc nhích thì nó đau. Đúng rồi. Như vậy nè. Bị xinh hả? Không có xinh, phải xinh tôi đâu có nói. Bên không có cái rào cây nữa thầy. Dạ. Phải không? Rào cây nè. Bên không nè. Thì đúng là cái giữa dắt này dắt kia đó. Dạ. Mấy cái cây này ở ngoài đường hả? Cây lớn cao. Cái cây là nó có 3 cây. Nên tôi nói một cây là chẳng nên non. 3 cây dụng lại thầm hồn nó cao. Thầm hồn nó cao nó khiến vậy đó. Rồi giờ tôi trồng cây dừa. Nè trước nhà nè. Trước nhà thầy. Dạ. Cái đó nhà của anh ta. Dạ thầy trước hai ngoài bên kia. Hai cây cọ là nhà của anh Mỹ. Dạ. Thành ra tôi nói thôi, để 2-3 cây đó kỷ niệm, trồng cây dừa, cây bồ đề. Bồ đề với Phật tử mới cho ngày hôm qua đó. Trồng bồ đề đó. Chắc thầy cũng biết cái xe này, xe của Mỹ, tụi Mỹ đậu trước nhà. Dạ, xe của Mỹ, anh Mỹ. À, trước nhà tôi thì có bà Thái Lan, rồi cái nhà Nam Mỹ. Đây nè, quen với nhà thầy nè. Không thể yên tĩnh. Mà chung đó, hai nhà hai bên thì còn trẻ. Còn trước nhà tôi mấy người già không, nó cũng nhà, đỡ. Nhà đây nè, nhà kế bên, nhà thầy nè. Cái nhà nó chào mình nè cô. Đúng rồi. Tôi lên mạng đó, tôi chào cái nhà đó là tôi qua tôi biết nó, mà tôi qua tôi mua. Hai người mua trước, tôi mua không được á. Mà thầy, khiến nhà chó nhà băng không? Đúng rồi, thầy biết không, mình đi coi nhà đó, nhà nó cũng chọn người đó. Dạ. Yeah. Mà tôi từ đầu tôi lên mạng tôi coi là tôi chấp cái nhà này là đầu tiên rồi, tôi nên dứt khoát cái nhà này. Hồi đó con mua cái nhà này cũng vậy nè. Mua nhà này cái gì, đi vô người ta đã mua rồi đó. Mà tới chừng cuối cùng á, người ta phải trả. Đó là cái nhà này nè. Cái nhà cuối cùng á, cái cô mà ê trình nó rồi, thầy ơi, thầy muốn được nhà đó rồi. Thôi bây giờ thầy chuẩn bị đi sang nhà thứ hai nha.
Mà thứ hai thì nó mắc hơn và đẹp hơn, mà nó có 3 phòng mà đẹp lắm. Nhưng mà tôi đi tìm để 4 phòng mà rộng mới phía cái sau có chỗ đậu xe. Nhà kia thì làm biệt thự thì đẹp, nhưng mà làm cái am thì giống như nó không có hợp với tôi. Nhưng mà làm biệt thự là cái nhà mà ở kiểu sang trọng và ngon lành. Rồi tới trời ơi, thôi rồi 5 phút sau kêu lại rồi thầy. Rồi ban cancel cái người kia rồi. Đó, là kia nó trả hơn mình 17.000 rồi. Đó. Thế là người ban nó cancel vậy kêu 5 phút sau rồi. Rồi thầy chuẩn bị nha thầy. Từng cái như 5 ngày nữa là pha gì đó chốt lại là đúng 2 tuần mấy nhà. 3 ngày rồi 5 ngày. Rồi cái tôi phải tới ngày tôi về bển. Rồi đúng 2 tuần ra lấy nhà là từ ngày quyết định cho tới lấy nhà là 11 ngày, thì mới qua 3 ngày là 14 ngày đó. Hay là nó trời tôi mua nhà giống như là mua thép mà tôi nói, cái gì của mình là mình nè. Nó cũng chọn mình đó. Ngay người ta trả hơn 17 ngàn. Nó chấp nhận là không được. Giống như thằng con cũng vậy nè. Nó đi mua, nó lại nó coi. Mà bao nhiêu người coi, cái ông chủ nhà không bán. Ông nói không bán. Lại cái thằng này vô mua, ổng còn bớt nó nữa mà ổng nói thằng này ổng chấp nhận bán cho nó. Tôi vô mấy nhà mà không có duyên á, cậu vô là muốn đi ra liền à. Đúng rồi, đúng rồi. Cũng đi nhiều nhà lắm mà tôi vô cái một thứ nhất á, tôi vô cái nhà tự nhiên nhà phía sau nó có một đường lộ lớn. Tại sao thì tới nhà là thấy một mực mình mà duy nhất là rẻ đông mình kỵ, mình đi vô mua nhà mà vô gặp cái bếp liền á. À, không thích. Không thích, vô thấy ăn đĩa liền là không hảo. Nên tôi vô tôi thấy nhà đó, vô là tôi quán gặp cái không gian rộng trong phòng khách. Đó là có cái cầu thang thẳng lên, nó có cái gác, đúng là cái gác thôi. Là tôi thích là tôi thấy cái gác tôi nhìn xuống cái nè. Đại rồi là tôi thích vậy đó chứ. Tuy là cái giò đau thì nhưng mà thấy đứng gác nhìn xuống như ai lại con kia. Thầy sao nổi? Nhưng mà gác nó chài. Thầy ngủ trên gác luôn. Thì tôi ngủ lầu. Trời. Thì sao gác nó có cái lầu. Kệ. Còn... bây giờ cũng còn đâu có đánh. Không, sợ thầy leo không nổi chứ. Không, về già rồi một thì xuống. Ba thầy leo. Nhà mà có lầu. Có lầu, có hồ bơi là bà không mua. Con mua. Tại nhiều nhà đẹp lắm đâu. Hồ bơi thì phải tốn tiền. Tốn tiền mỗi tháng 100. Nhưng mà thôi thì ráng là nghĩ rằng 15 năm. 15 năm mà nói chứ. Thầy trả 15 năm hả? Không, 15 năm là tới ngày tôi chuẩn bị rút ra hưu rồi. Ôi à. Thì tính, thì là mới tính nó có hai việc. Thứ nhất á, nếu sao này bán được cái nhà bên kia mà nó có giá nó bán đi. Đúng rồi. Rồi mua cái nhà. Bán cái đi rồi lấy cái tiền. Lấy tiền đó mua cái nhà khác. Áp bọc mang mà cái nhà nhỏ thì thấp á. Dạ. Hai phòng thôi. Dạ. Đúng rồi. Là mình dưỡng già đó. Đúng rồi. Rồi nhà này 15 năm mình trả, có kia ra trả ai trả gì đấy. Rồi mình cũng có xin. Không phải là mình nói tiền bạc gì. Như vậy mình an tâm, không có nghĩ là về già là phải lên tôn lo tiền bạc chỗ ăn chỗ ở nữa. Nói chứ nghĩ lại không lẽ tôi quỳ tôi lại những người mà hết lòng với tôi bao nhiêu năm qua chứ thiệt. Rồi lúc đó quýnh tôi chạy loạn vậy đó mà cũng còn những người thương. Nói chứ là tôi chắc móc chi cổ bây giờ tôi đâu có giấu đâu. Tôi nói thành thật à, tiền tôi không có trong túi nhưng mà giờ của nơi của lớp bên ngoài nhà các căn nhà. Đó. Dầu mà nó có sụt giá cả này nữa thì tôi cũng cái căn nhà đó tôi cũng có lời hết trơn á. Dạ. Cho nên mà cái lời đó rồi tôi ráng. Cô chú thấy không, tôi vừa có thẻ xanh rồi tôi bắt đầu tôi đi làm tôi khai thuế. Thì là 7 năm rồi ráng 3 năm nữa thôi. Thì nếu mình tiếp tục mình đi làm á, mình còn sức khỏe thì mình tiếp tục khai thuế nữa thì về già hưởng nhiều hơn. Yeah. Còn không được cứ nằm phê phê thấy năm 40 là thầy yeah. 500-700 bạc rồi sống với luôn rồi 40 quý mình sống quý. Mình đâu có đòi hỏi đâu có bon chen. Cho nên đâu. Tôi mới tính á là năm từ đây cho tới 5 năm nữa đó thì tôi tính đồng trí thôi nhưng mà do Phật cho hay không nữa. Bây giờ giống như tôi tin tưởng cái Đức Phật à, Phật Bồ Tát gia hộ á, thì tôi mua cái căn nhà bạc mang mà tôi mua giống người ta xây nhiều nhưng mà mình mua căn đầu tiên rồi nè, cái căn thấp như này nè,
đó thì một là có chỗ để người ta quản, có chỗ giống như người ta canh phòng cảnh mặt mình yên tĩnh, mình không có lo nghĩ gì, rồi cũng đâu phải là về già tính đồ chi nữa. Bây giờ hỏi chú nè, cô chú nghĩ coi 5 năm, 10 năm nữa cái tuổi cô chú cũng theo ông bà hết rồi, nếu tôi còn sống, tôi cho là đúng cái chu kỳ là tôi còn sống đi, chứ chung chưa ba chưa biết là chắc là giữa trời với cô chú ai chết trước nữa à. Nhưng mà thôi thì nói theo đúng cái luật đi, thì bây giờ tôi còn mơ mộng gì nữa, giờ cỡ này là tôi chỉ còn thăm nhau giỏi chừng 5-10 năm nữa thôi, điện nhau thăm chứ còn chưa chắc gì qua thăm được ngày mà hoài, chỉ điện nhau 5-10 năm nữa thôi. Thì 5-10 năm nữa thì tôi chuẩn bị căn nhà vậy đó, thì tôi có số vốn rồi trả đứt cái căn nhà đó luôn, thì hàng tháng mình chỉ điện nước thôi, cho tới cái ngày mình hưu á thì có tiền hưu cũng trả điện nước thôi, là còn như mình ăn mình sống, không ai không phải lo, không phải đi cần dành việc tín đồ, không phải cần chùa to phật tử làm gì hết trơn. À bây giờ á thì có người có thắc mắc là sao thầy tu thì ở chùa thôi, nhà nó hai cái người giờ tôi mà cạo từ ngày cạo đầu giờ 33 năm rồi, 28 năm làm thầy rồi, thì bây giờ đâu có ở chùa hay ở nhà, mà ở đất cứ ở đâu mà mình tâm mình nó an, giữ giới trường trai tiệt dục thì ở đâu cũng là đạo tràng hết trơn á. Cái loại ngu si nó không biết, nó kêu cái chuyện tôi chửi hoài vậy đó, cái đấy tại sao tu ông không có chùa, nghĩ là nó là ở chùa rồi, nếu ở chùa có tu không, thấy không cái gì đó. Nhưng mà nó đi thì nó là mấy thầy mới tu là phải ở chùa, bởi vì nó có cái phải ở, nó có đề nhất, nó rèn luyện cho mình. Hình như tôi bây giờ ở đâu cũng đậu tràng hết trơn á, rồi bây giờ về nhà ở cái hôn vậy để cho, nhưng mà quan trọng mình giữ được cái đầu cái áo, trước mắt giữ cái màu sắc pháp phục đi, rồi giữ cái tâm nữa cho tới ngày bỏ thân hiện kiếp mới thôi. Thầy biết ông Du Tăng không? Ông chỗ trời long đất lở đó mà. Không, ông thầy đó, tôi có nói đó cũng là tu, cũng có cái xe cho nó cũng là cái chùa. Rồi, ngủ hết thì ngủ nha. Dạ, dạ. Rồi mai mấy giờ mới dậy, tôi thì... Dạ, thầy mấy giờ, con dậy sớm à, con 4, 5 giờ, con chắc 5 giờ mấy thì coi. Tôi cũng dậy sớm à. Mấy giờ mà... 9 giờ, 9 giờ đi, 9 giờ đi. 9 giờ mới đi. À, 9 giờ. Gần sinh tới nèm. Gần sinh tới chỗ máy. Ồ, cái chỗ đó hả? Nhưng mà 8 giờ có chỗ nào mở cửa chưa? Làm gì thưa thầy? Không ăn uống gì, nhưng mà ví dụ như... tàu hũ non rồi kia chơi ăn chơi hay là những gì lặt vặt kia đó, cái đó mua về thôi, có không có để con cửa. Đi mua về không 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 cần đâu, đâu cần sinh tế ăn đi ra đi mình có tàu hũ rồi kia là chi có 8 giờ mấy à. Bây giờ nè sáng nhưng mà không có mới, tôi muốn ăn cho nên tôi muốn ăn gì nè, ăn biết thì giàu với tổ trắng luộc hay là kho với xì dầu đây có rồi, có xong sao? Vậy thôi để ăn miếng cơm cho nó vững bụng rồi tôi đi căn nhà mới về tới bển. Đúng rồi, tới tối 8 giờ mai khi tôi về tới là tôi đi làm liền. Về tới thải đồ cái ruột cái là hai đồ lạnh rồi đi ra cái bà cụ, thành ra cho nên tôi muốn vững bụng. Chỗ thầy đi tới chỗ bà cụ bao xa? Thầy đi bộ rồi 34 phút, đi xe có 4 phút à. Xe 2 bánh. Tôi đi xe 2 bánh á. 2 bánh là xe gì? Xe đạp ra, xe gắn máy. Xe gắn máy mà xe 50 phân phố nó chạy trầm trọng á. Ờ, bánh có rồi hả? Thì cái xe nào đó giờ là mua, mà nhờ xe đó chứ nó tải nhiều lắm á. Mà xe nó nhỏ xíu, cái tôi nói, giờ thấy ông thầy cái mất tiêu chiếc xe là gì tôi lớn con. Dạ. Xe đó có 3 bánh phải không? Giống rồi. Không, 2 bánh à. Xe Việt Nam giống như xe Tay Ga, Việt Nam á. Xe hiểu gì thầy? Bữa nay nó kiến rồi nó hư hết ra nè, không có sửa lại. Thì thầy đi về có thầy có đi đâu? Không chạy dưới đường hay là chạy sidewalk? Trên là muốn phía đi về chạy dưới đường, tại phía không có xe. Phía 4 giờ là tôi lo tôi đi về rồi. Thầy có đội nón có bảo hiểm.
Rồi cái mùa lạnh mát thì mình chạy qua chùa tụng kinh, cứ mới có mùa lạnh chắc hết đi qua nhỏ lạnh quá đi. Sao đó lạnh quá. Đi bằng xe mà xe đạp mà điện đó thầy. Gắn điện nó chạy được 30 mau á. Dạ đó, mình về tối mình cắm điện cho thôi. Bên này mới có bán không? Bán thiếu gì? Trong Costco á. Thì là nó hư xe này, có xe đạp điện. Thầy biết Costco à, bên đó có Costco không? Có mà. Biết, nhưng mà mua tôi cái xe này nó mua 1.200. Mà chạy mấy năm nay chạy nó, trời nó chở dữ dằn chở lắm, tôi nói bàn ghế tôi lộ nó cũng chở, cột cũng chở, chở biết bây giờ dây sơ nó đọt hết. Xe đập điện xe. Nhưng mà xe này là để kỷ niệm à, xe này coi như là nếu nó hư cũng phải kêu dần khói để kỷ niệm. Nó giúp cho tôi nhiều điện. Xe đập điện là rất là tốt đó thầy, thầy đi thầy chỉ cắm điện vô chạy thôi. Điện vô, chạy cho nó đỡ. Rồi như là bánh này là gói chất lượng đó ha. Dạ gói ngon quá. Ăn được ha. Béo, cái này béo. Ra mập chứ kìa. Ừ, ngon. Có mập. Rồi. Rồi sao thấy gói gọn hơn. Không làm sao mà hay. Không nói trời ơi sao không tưởng tôi khó. Năm rồi cũng biết cái này nè. Năm rồi cũng biết cái này nè. Trời đi kiếm được gói bánh trần thanh vậy đó. Rồi những cái này là tại vì mấy đứa đệ tử cuối sau cái lễ Noel nó về để chơi tới một tay tôi nói thôi muốn giữ cái truyền thống quê nhà rồi tới tay tới âm thì không biết tới âm thì nó đã đi làm mà tới tay nó mới rảnh là tại vì vụ nó nghỉ từng lễ Noel nè giữ truyền thống gói chơi với như mùa lạnh tôi phá lạnh tối thấy anh em nó ngồi lên trong lửa mình vui tôi muốn gì đi kiếm người gói trần thanh không có người gói rồi có người gói được cái thì cuộc trần thanh không biết gói như là biết rồi cuộc trời nó tốn dây nó tốn tức quá là tức rồi đó tôi đi tôi mua đi tôi mua ba thắp lá chuối nghe tôi giúp khá tôi mua ba thắp lá chuối chứ mình biết nhỏ nè tôi bây giờ tôi áo thầm tôi làm một mình lỡ tư là tôi dốt vậy là thầy mới học trò xài gói hả? Tết âm lịch tôi bắt đầu tôi mới quyết định tôi ngồi tôi học gói. Ờ vậy tưởng thầy gói lâu lắm rồi tôi thấy không dễ sợ. Mua ba thắp lá chuối vậy rồi học dứt khoát lỡ rồi hạ hư sắp này bỏ bây giờ cái gì cũng phải học mà bỏ cuối cùng không có bỏ một miếng lá chuối nào thầy gói được chỗ nào từ đó tới gói luôn. Thầy về Houston bao năm nào? Thầy diệu tin nay chưa được 2 tháng. Ồ thì ra lúc trước ở là ngọc về sinh nhà biết rồi về theo tin là ngày 28 tháng. Ủa sao khiến cũng không tám không biết về theo tin là 28 tháng 10 tây năm nay. Còn mua cái nhà và cái nhà là 28 âm lịch cách 3 năm về trước là 28 năm nay là đúng 3 năm nè. Tháng âm là tháng chạp á. Qua rồi. Hai thứ âm đó là tháng chạp á. Tháng chạp. Tháng chạp qua âm á. Nghĩ coi 28 mới lấy nhà. Trời ơi dọn khùng điên luôn. Tới dọn khùng điên luôn. Mà lúc đó xong rồi làm nổi. Dọn chưa đâu. Tôi đi bấn với cái cây á. Mấy cây bự mà một mình mà chú biết không, tôi bỏ cái xe ba bánh á, bứng xong rồi dỗ lên rồi, một vùng đất bự nè, rinh lên bỏ xe kéo, đi bảy bước nhảy cái, kéo một cái lưng trời nó đau mà trời lạnh, 28 Tết nó lạnh, mà nhờ lạnh mới làm nổi, chứ nóng chịu gì nổi, mà bây giờ không cách nào nổi nữa. Bây giờ nó thiệt ra giờ chỉ còn chỗ bụi hành thôi chứ còn nhà biết bên nó lạnh lắm mà tâm tuyết mà nó thề tuyết mà lúc đó rồi cứ như là nó thật sự đau khổ tới mức đường cùng rồi mình tự mình phải làm mình vươn lên mà cắt cái chòi tranh mà ở chứ thật sự ra trời ơi thầy nào nó ngon lắm tới thì có nhà trời ơi sao thiện tài không nói ông cho ông tiền để ở giờ muốn chùa ông lo chùa muốn ra nhà ông muốn lo ra nhà khi mua rồi nó vậy đó vậy mà ông đâu cho mình đồng nào đâu cho nên không có một thầy nào cho tôi một đồng nào trên là tại sao giờ tôi nói tôi có tội phải kêu một thầy nào giúp đỡ tôi mà tôi phản á thì nói tôi là người ăn người phản chủ phải được kia mà đã về còn đạp tôi không à nghe nhưng mà thôi giờ tôi cảm ơn chứ tôi không có buồn nữa nhưng mà ý nói vậy đó trời tự lực dương lên có khi làm tới 2 giờ sáng theo theo cái ý kiến của con nha
Thầy nên bán căn nhà thì ở nhà biết kìa, đừng có cho mướn nữa. Bây giờ mình hợp đồng tới 2 năm rồi mà bán rồi nó lỗ. Ký hợp đồng cho người ta ở 2 năm tại sao lỗ? Nhưng mà người ta trả tiền đàng hoàng. Đàng hoàng vậy cũng được. Tại sao lỗ? Vì hồ sơ biết sao không có giấy phép. Thành ra bây giờ á gắn vô nó gắn vô đâu vậy, nó gắn thì nó gắn vô nó không có gắn cho mình, nó mua bây giờ không ai bắt dở bởi vì nó đã lâu rồi bán, nhưng mà bán nó chơi nó xuống gắn tâm, vô không xuống là nó estimate căn nhà. Rồi bây giờ phải chờ cho 2 năm nữa thì chỉ cái người trong nhà á, trong nội bộ mua họ hiểu. Hồi đó nghĩ cái nhà 2 phòng mà xây ra làm 5 phòng. Ôi giời, 5 phòng bị tốn có tính đi, tính có chỗ phòng tử qua có phòng ốc rồi đàng hoàng xây dựng dữ lắm. Tại tôi đi lượm từng cục gạch, tôi lượm từng cái khúc gỗ mà chắc là tôi cái xe đó nó chở lên về. Tiếp đầu tôi đi ra tôi dò thấy cái khúc gỗ thôi là tôi làm quậy giá đó là tôi chở lên về. Đi lượm từng cái vậy đó mới đắp đổ vô. Rồi đi lượm từng cục gạch mà để xây dựng để cái mấy cái bồn bông, đi lượm từng cái bồn để trồng rau, trời ơi tôi cực dữ lắm. Rồi hồi xưa ở Sách Ra Ninh Thờ á thì cái chỗ mà bà đóng lại á nói đó, hồi đó thì thượng tọa cũng nói thật lòng, ông nói bây giờ tôi không có điều kiện giữ cái chùa này, nghe tôi nói trước giấy tờ thầy thì tôi sẵn sàng ký, nó không có lỗ lã gì, chỉ ký tôi không có mất cà nam gì trên hết. Nhưng mà nếu như tôi không giữ chùa được thì thầy đừng có buồn, vì họ giữ được thì mình giấy tờ mình mất. Cho nên giờ thầy nếu thầy chấp nhận thì hợp tác với tôi thì giữ đàn anh em giữ cái chùa cho tới ngày thầy có giấy tờ thì tôi mới làm cực lắm. Tôi với cô Sáu, bởi vì kỳ này có cô Sáu qua, cho nên hồi đó tôi có hứa cô Sáu á, bất cứ tôi ở đâu, nếu cuộc đời tôi về sau này mà đời tài phạt cho tôi có chỗ nơi, cô muốn đi qua lúc nào là tôi đều lo vé cho cô đi cho tôi. Dạ cổ, giống như vậy lúc nào cũng muốn đi này, nhưng mà cổ rất là khỏe, có cổ như kỳ này hôm qua là nấu nướng tôi phê rê à. Đó thành ra cái loài kỷ niệm với những người xưa với mình á, thành ra kỳ này mỗi lần đi thì cô biết cô mua vé chứ tôi đâu biết tiếng Anh, tôi mua trên mạng cái đó. Hồi đó hai thầy trò tội nghiệp cứ ngồi mà làm tới 3:30 sáng mới chợp mắt được, bởi vì phải năn nỉ các phái đoàn nó hành hương đó, hành hương năn nỉ họ đi ghé đây ăn dùng đi, họ ăn là họ trả được thêm 5 đồng người, rồi họ cũng nhiêu chuyện của họ mình không biết, nhưng mà ăn là họ trả 5 đồng, nhưng mình làm nó vô chừng 3 bạc à, chịu khó mình làm số nhiều, một lần nồi nướng đi có khi 3 xe 4 xe 50 chỗ. Rồi cái mình làm cho ngon, mình còn câu mồi ăn ngon cái rồi họ mua. Nhờ vậy đó mà giữ cái chùa được hết. Cái ngày tôi bàn giao lại đã là trả tiền mỗi tháng sòng phẳng hết rồi đó, mà còn bàn giao lại 12.200 đồng cho một chiếc xe đó. Là tôi mua, tôi mới ra đi đó, chứ đâu phải tôi làm cho nó tan hoại đâu, mà đời mà. Họ chỉ cảm ơn mình lúc đó thôi. Đó. Rồi Wow Mexico cũng vậy, hoàn toàn tới giờ tôi nói trên mạng tôi nói sai, không hề lấy 1 đồng tiền chùa, mà trong cái hồi đó mời tôi qua hợp đồng đàng hoàng, tất cả gì cũng chia 3, hãy nếu qua cái lễ rồi đó thì chia làm 3 phần, 1 phần của tăng là tôi hưởng, 2 phần đó, còn lại thì của để xây dựng chùa với để làm quỹ. Không có lần nào tôi lấy ở 3 năm trường không lấy 1 đồng. Mà đã vậy mà còn phải đi làm để nấu cho họ ăn nữa. Nó ăn xong nó còn ghét về cho bà con dòng họ ăn, là tôi nói cho tôi xanh á. Vậy mà nó phản mình, nó chẳng phản nè. Cho nên khi mà nó chụp hình tôi nó làm rần rần như rồi. Trả chùa đi, mày thờ ông nội ông ngoại ông cố ông sơn, mày thờ đi, mày vô mày ăn đi. Vì tôi thương mà tôi bỏ không được. Hồi lúc tôi về bên đây là tôi bỏ không được. Tôi mới bám níu là lễ hội là mời tôi về, là tôi vẫn còn giữ cái vai trò đó. Cho nên tôi nói thiệt, tôi hãnh diện, tôi không ân hận cái gì cả. Chỉ có cái là vì tôi có cái tình lưu luyến nàng mà tôi bỏ không được. Abukaki hả? Dạ. Đó rồi trả lại cho mình làm thờ phượng tổ tiên, dòng họ thân sơ, cố tổ, mình thờ. Chùa mà có hội thì thôi.
khỏi nó. Mà nó tranh giành, nó đủ thứ thế, thế gao gán lắm. Thằng thì tu tịnh độ, thằng thì tu mật tông, thằng thì muốn tu thiền, đủ thứ nó làm như cái nồi cháo heo vậy đó. Mà nó toàn là đạo đức giả không. Thí dụ ở đó cứ nghĩ coi á, nghe Việt Nam rục rịch cái gì đó mình không nói đấy, bộ thầy cộng sản có thể lên tiếng hay là một thằng ý kiến mình vậy đó. Rồi mình cũng là giờ thấy nghe tình hình Việt Nam bây giờ biển đảo Bắc kia nghe cho thê kia nói cái thằng khác nghe, ủa thầy tu sao thầy nói chính trị rồi sao sáu mấy cái thằng nói cũng bị mà gia đình nó làm lớn ở Việt Nam, ở Việt Cộng bên Việt Nam á thì nó nói rằng là thầy đừng nói bị nói đây, tôi làm cố vấn cho tôi về cho tôi dính. Còn trong khi mấy ông bên này thì nó tại sao không nói, coi nó làm như mình như cái trong chống nó quay gì quay hợp á thầy không được nghe, tiền thầy không được biết cái gì vậy? Tại là tôi nói con em trên đây nếu cứ hỏi lại bên đó mà không trúng là nó có thưa tôi đó. Giống như mình đi ở đợi vậy. Cái vai trò trụ trì nó đưa mình lên, hễ mà Phật tử thương á thì nó cha Phật tử thương thầy lo cho thầy, Phật tử ghét thì thầy ở sai cũng ghét. Mà Phật tử thương thì nó sợ rằng là mình đi, Phật tử lo cho mình hết, không cúng vô hội. Nhưng mà điều cái chùa Phật thì nó không có vụ đó, nó đỡ vụ đó, cái nào có thì nó có, ví dụ mà Phật tử thương ghét thì không có nói. Rồi á, vậy đó, tôi nói hết cố vấn, hạ thân với hội trưởng thì hội phó nó nghiêng, tôi nói là coi như là muốn hội trưởng làm nữa, hội phó nó muốn lên làm, nó muốn hai năm nó một lần. Rồi tôi nói thôi, tôi nói tôi cắn răng, chưa có ai mà ở cái chùa đó quá một năm mà tôi ở ba năm dư. Đó là nghĩ coi là đạt kỷ lục, đạt chỉ tiêu, tới tiền. Cái đi vô sòng bài tôi đi kiếm chuyện làm nó ngon, cái bây giờ quán thì quán là có 5 đồng giờ à. Mà quán nó sang, quán mặn từ 7 đồng rưỡi mà tăng chịu không nổi. Vô cũng chính con cháu của mấy cái thằng cố vấn cái chùa chứ ai. Nó chụp hình nó làm vậy đó, nó đăng nó làm như là bà nội bà cố nó là đội mồ sống nghĩa nào rồi nó mới đưa qua cái thằng Kiết Pha nó ở đây nè. Kiết Pha là kỳ đó là bạn Ngô Kỷ nè. Mà vợ mới nó thục đó mất mẹ rồi mấy việc gian mà. Nó chửi đã thời gian thục mẹ ra nha. Rồi sau rồi đưa ra cái con đi xà phạm. Sau đi xà phạm nó còn xin lỗi tôi nữa mà. Nó đâu biết, tưởng đâu tôi là chính quyền cài qua. Tôi nói nè nghe, ăn nói không có hàm hồ nghe. Tôi tự đi làm, tôi sống nha. Ở chùa đó tôi còn ăn nó ăn, nó còn xách về nữa mà. Cái thứ phản mà nó phản là trên đời nó vậy đó. Dạ đúng rồi. Đó. Mà người ta nói á, tôi nói về ngày nay tôi nói mắc cười. Bây giờ cô chú để ý thì nói là kiểu thế tục nha. Cô chú không nuôi người thì thôi. Mà nuôi người thì phải nhớ câu là cứu vật vật ra ơn, cứu nhân nhân báo quán. Mình chấp nhận giúp người là mình chấp nhận quán nữa thì cái đã. Dạ. Mình may mắn phước báo lắm á thì cái người thọ ơn mình không có nhớ ơn mình. Mà mình nếu mình đủ phước đó không? Mà mình chấp nhận mình giúp người là mình chấp nhận chịu cái quá thù trước cái đó. Nếu làm được điều đó thì nó là đừng có hòng mà trên đời, cuộc đời này mà cô chú giúp cho ai mà mong người đó trả ơn mình. Mà nó đã cho cái ơn mà nó quá thù mà họ chấp nhận điều đó hay là nếu hiểu được điều đó cái thành ra muốn giúp ai đó thôi. May mắn lắm nó không chửi mình là mình rồi đó. Còn nó có chửi mình cũng lấy cũng cảm ơn ông bà nói rồi, tại mình không nghe theo ông bà thôi đúng không? Ông bà nó cứu giật giật giúp dân như phong hóa nuôi con chó, tôi nuôi hai con chó, nhiều khi tôi giận tôi tát nó một tay một cái vô phong đích đó, nó quản hồn nó chạy nó trốn rồi, nhưng mà hồi cái nó cũng ra nó mới nuôi à. Còn con người thì nó lại không có. Cho nên á, nói vừa đời, vừa đạo tôi phân tích rất rõ. Hãy nói đời là tôi nói theo đời, và đạo nói theo đạo. Đời á, họ chấp nhận cứu vật vật ra hơn mà giúp nhân dân báo quán. Nếu mình chấp nhận làm điều đó thì mình đã làm. Còn mình không chấp nhận câu đó mình định giúp ai hết. Nhưng mà nhớ là ăn quán này nó không bắt đâu. Một là mình bắt nạ người ta, cho nên một cách này cách khác mình trẻ.
hai người ta báo quán mình là người ta sẽ trả mình trong giúp tương lai thôi, không bao giờ mất. Giống như tôi giờ chuẩn bị cái tinh thần á, mà đời sau á, rồi mà tôi độ mấy cái chuyện dân mà nó chửi tôi thôi á, là cũng mệt, đủ lực lượng, đủ số lượng rồi đó. Tôi có bắt bớ ông bà ông giải nó đâu, tự nhiên nó chửi tôi không còn cái đám ông nào hết trơn á. Chứ phải chi tôi nói bụng, tôi nói phải chi mà tôi bắt con gái mẹ nó đi làm đĩ nuôi tôi, hay tôi khi tôi nói bà cố nội, bà cố ngoại làm gái nuôi tôi, thì giờ nó lên chửi tôi, nó không từng biết tôi là ai. Nó chưa từng nuôi tôi một ngày mà nó ta từng phụ nên nó chửi. Chửi trời đã kê, chửi lúc đó chửi xé gió luôn nha. Chửi bắt đầu hay luôn chứ không vừa. Trời ơi tôi nói, mà xuống nhà mấy ông thầy chùa đó, nó suối một tay nó chửi vô nữa, dập cho tôi chết nè. Rồi nghe, chết là chết luôn nghe. Và còn sống là coi tôi đá dập cào đó. Mấy ông thầy anh cô biết lúc đó nha, ở cái lúc trước kìa, ghi một tờ giấy đi ký tên là tống cái gì Việt Nam á, chứ đâu có dựa. Trời đất ơi, sao kỳ vậy? Bởi vì đó, nếu để ngày hôm nay nó qua vậy, nó nói về tẹt hết trơn là còn mặt mũi gì. Bởi vì hùng nhau ký tên. Nhưng mà sở di trú đâu giải quyết gì đó. Sở di trú chứ là nước Mỹ này không có vụ mà ai ghét ai mà quẹ được hết trơn á, thấy không? Nó căn cứ sở giấy tờ rồi. Trời ơi, đi làm nên. Luôn, ha. Ừ. Nói gì đâu có biết đâu. Còn hát dữ. Nhưng mà giờ mấy gì đó không có nên rồi. Rồi bây giờ đó, 11 năm qua bây giờ cô chú nghĩ những cái người mà ngày xưa đó, cái bằng đấu đá kiếm chuyện tôi giờ nghĩ còn nổi không? Tới bắt đầu tôi nói, bữa tôi nói cô Phạm Hoài Diệt ở bên cách 3 năm chứ không phải bây giờ nữa. Cô Phạm Hoài Diệt ở bên Angelina, tôi nói cô Phạm Hoài Diệt. Bây giờ lúc đó là tôi chưa có cửa cải, chưa nhà cửa trên nghe, tôi nói cô. Thầy giờ thầy muốn, bây giờ thầy muốn chuyện, không muốn chuyện gì thầy. Thầy muốn cô mời hết cái thằng Phạm ngày xưa mà tiếp chuyện tính em mà thầy dường ngữ đó. Mời lại hết đi, ăn quán thì mời lại hết đi. Tôi bao vé máy bay hết. Và tôi muốn đẩy một cái buổi tiệc ngon. Là mình tuyên bố nắm tay lại với nhau để mà ra đi từ từ. Tôi nói thầy ơi, bây giờ anh thì nằm một chỗ. Anh thì tiểu đường cưa hết cái chân. Anh thì coi như không còn trí nhớ gì hết rồi. Đó, mới 8 năm thôi. 8 năm là từ hồi mà đấu đá cái năm 2013. Vụ mà giáo chỉ đi chính trị chính em. Đó, vụ đó nó đấu đá nó giết tôi lên thời đó rồi. Thầy giáo chỉ số 10. Đó là nhìn kỹ cái bây giờ những ông đó. Ông thì 89, ông thì 90, ông thì 80, ông thì 82. Ông thì cưa hết cái chân, ông thì không nhớ, ông thì đi không nổi. Bà thì giống nói, tôi nói là mời mời hết những thầy phần đó. Ngồi lại nhau một lần trong đời. Để chia tay. Để chia tay là không có cơ hội. 11 năm mà biết kể cái chuyện, biết bao nhiêu cái thương tàn, thấy không? Ngồi nghĩ lại nha, mà cô chú thấy cái thời kỳ đó qua đó, cứ sợ, mà thời tôi qua là đỡ rồi đó, phải không? Còn trước mà 5, 10 năm về trước nữa đó, cứ nó kéo nhau biểu tình rằng các chùa. Nó nhớ hồi nhất là Santana này, sau này á, mới có cái lực mà không có cái lực có sẵn sao á, mà kéo tới biểu tình chùa ta rằng ta làm ai không được ta thương ngược lại mấy cái cha mà mấy ông mấy bà mà biểu tình tầm bậy đó là nó cắt hết trên cái tiền vô phe phút theo tiền già đấy nhớ mấy thôi đó đấy, ủa tao nuôi tụi bay em thôi không như vậy làm cho bị gì. Tất cả các chùa đều có cái giấy trong đông phết, mà trong đông phết là của chính phủ nó cấp để hoạt động cho chính phủ bắt vụ lợi, bắt vụ thế, bắt cái gì đó, bắt vụ lợi để thế. Mà bây giờ tự nhiên ta chính phủ đưa cho tụi bay qua đây để đi ăn, để sống mà đi tiêu mậy, mậy cái gì bắt vụ lợi vậy đó. Nó mới chụp hình đó căn cứ đàng hoàng hết, nó cắt dài hết đó cô. Ồ, vậy hả? Cho nên mới từ đó giờ có dụng một kéo mà biểu tình rằng trước chùa, trước nhà nữa đó. Chứ bộ dễ hả? Cứ thầy nào qua cái là cũng là nói cậu. Ừ. Trời ơi, mai là Mỹ nó làm kịp thời, nó yên tới ngày hôm nay đó. Mà cuối cùng á, thì cái thiệt á thì nó không quậy. Mà quậy tao là những người mà không thiệt đâu nè.
thiệt nó nằm trong tôi nằm hết trong đó rồi thấy không? Tổ chức hết rồi. Nội mình là miền Nam cái này nè. Bây giờ nghĩ cái cuối cùng với ông Hai Kỳ Gia ông lên đấy đủ mẹ không đau gì nữa cho nó thân nhiệt cầu. Tôi bây giờ mới thấy nội mình Nam cái này nè, nó xé ra nghĩ cái nó năm ba năm ca bảy chú. Đó là nó cuối cùng nhớ cái 2 năm trước không? Cái chợ Tết thôi. Diễu hành Tết thôi mà hai ba nhóm. Thôi ba nhóm tranh nhau. Giờ tôi mình không theo bên nào nhưng mà nói rõ ràng có phải là mình bắt đầu kết không? Thì bắt đầu kết từ lâu, từ nằm dồn ở trên không đó rồi. Cái người nằm trong đó mà mình không thấy mà mình cứ mình quýnh bên ngoài. Mình cứ mình thì mình quýnh mình không à. Còn cái gọi là giặc nó nằm trong lòng mình ở trên này, trong lòng hết rồi. Thấy không? Thì đời nó cũng vậy, đạo nó cũng vậy. Mấy ông thầy cũng vậy, cứ tối ngày thầy chùa nhau mà cũng nghi ngại nhau. Chống nhau cuối cùng mình chống đã đời cuối cùng càng me rớt hết. Nói sâu nhau tùm lum. Rồi thôi ngủ 5 giờ dậy. Dạ. Dạ thầy vậy. Cô dọn tay nha. Dạ dạ, thầy nghỉ. Cô dọn. Thầy có lạnh không? Không, trời không lạnh mấy đâu. Dạ.